Dự báo thời tiết một số tỉnh, thành phố Chủ nhật ngày 12 tháng 7. Thủ đô Hà Nội có mây, có mưa rào, nhiệt độ từ 30 đến 39 độ. Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 29 đến 39 độ. Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế ít mây, trời nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có mây, không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Thành phố New York, Mỹ ít mây, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ. Thủ đô Tokyo, Nhật Bản có mưa nhỏ, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ. Thủ đô Paris, Pháp ít mây, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ.